Xin chào các bạn đã đến với kênh Quy Cát Túc của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục làm video về game Play Together. Hôm nay mình sẽ đi làm video về trò chơi đi rút thây ma. Đây là một trò chơi rất là hay và ghê rợn. Bây giờ mình sẽ vào chơi cho mọi người cùng xem nha. Không biết còn kịp giờ không? Mình sắp hết giờ đấy. Chắc là chơi được một lúc. Trò chơi này sẽ biến một là mình sẽ thành virus thây ma hay gọi là zombie hoặc là xác sống, hai là mình sẽ hóa thân thành những đồ vật trông giống với xung quanh hiện trường. Đây là một khu, khả năng là một khu công trường, xung quanh có rất nhiều container và những thùng hàng. À đây, khả năng đây là chỗ thùng hàng xây dựng này. Công trường xây dựng này. Có rất nhiều vật liệu đây. Ui, mình sẽ biến thành cái gì đây? Ui, mày quá. À, vì cái này khó nhìn phết nhỉ. À, cái đứa này nhảy. Ui. Được đấy. Từ từ từ. À, xếp vào đây nhỉ. Hợp lý. Mọi người thấy được không? Ok, ổn không? Khá là ổn đấy. Ui, xong rồi. Hình đỏ lom rồi. Càng đấy, úi rồi. Tha em anh ơi. Tha em anh ơi. Màn hình mình đang đỏ lom. Khả năng đã đến rất là gần mình rồi đấy. Ủa xong rồi. Hiện hiện rồi, hiện hiện rồi. Của mày quá, nó điều, nó điều. Chỗ này của mình khó nhìn mà. Đúng không mọi người? Xoay khó nhìn không? Mình đi vào tí nữa. À, ok. Đó. Xếp sát này nó nhìn cũng tưởng là không có gì gì đấy. Được đấy. Pha ẩn thân này rất là đỉnh cao luôn. Con này bị bắt nữa rồi, thôi quá buồn. Úi dồi ôi, anh ơi đừng đến gần em. Úi trời. Hiện quả dấu hiệu màu vàng rồi. Màu đỏ là rất gần mình đấy. Màu đỏ khá là mình sẽ toang luôn quả này. Thời gian còn hơn 1 phút nữa. 1 phút 02 giây. Không biết mình có chụp được không mọi người. Ui, kinh dị đó phết đấy. Khá là hồi hộp. Không biết trận sau mình sẽ biến thành cái gì. Có được biến thành zombie không biết. Lần đầu tiên mình sẽ được trải nghiệm game này cùng mọi người. Lần đầu tiên mình làm video này cho mọi người cùng xem. Chứ game này mình cũng trải nghiệm mấy lần rồi nhưng mà chưa chơi được nhiều. Mì dễ thương đã bị bắt. Một cô gái đã bị làm thịt trong tay của xác sống. Không biết cô bé đó vẫn bắt mình không đây. Nhung Pro VIP cũng đã bị bắt. Úi dồi, chỉ còn 3 người thôi. Mình lấp ở vị trí này khá là nhìn rất là thuận mắt nhé. Như kiểu là mình đang dính chặt vào lúc này cái này ấy. Đó. Tuy hơi hở tí nhưng mà không sao, vẫn là khó nhìn. Úi dồi, còn 7 6 5. Không biết mình có thoát được không? Chắc là thoát. Mình ok cái sống của này rồi. Yeah! Một like. Mọi người cho mình một like nhé. Nói sai. Còn ba nữa vị trí khác nhau. Ui, người kia trên cao chứ kìa. Ôi mà trốn tự khôn thế mà sao không bắt được. Sai, quỷ cà tốt đứng ở giữa nha. Trông rất là... Trông rất là đô con. Thôi, chết rồi. Không thể vào chơi tận này. À, đến 19 giờ. Từ 19 đến 7 giờ theo thời gian của trò chơi. Ok. Thế từ 19 đến 7 giờ sáng ra ra ngoài á. Đấy mà mình đã trải nghiệm xong quả virus thây ma. Cũng bây giờ khả năng mình
Cope trà sữa. Đợi lúc bạn ơi, sắp đến giờ rồi. Cùng vào chơi với mình nhá. Đó, đến giờ rồi, mở cửa đó. Ok, chơi luôn. Wow, nhiều người đã chơi nhỉ. Vào chơi luôn cả, được đấy. Cảm giác rất là hồi hộp gay cấn mọi người. Đến đây. Cầu mong mình sẽ biến thành xác sống zombie để mình đi săn lùng. Còn 5 giây nữa. 5, 2, 1. Bắt đầu. Úi dồi, mình không biến được thành xác sống rồi. Ôi chuồn chuồn, chạy chạy. Chạy đến vị trí là nó ẩn nấp tốt tốt đi. Ngon đấy. Xong rồi. Ông dài kia ông ấy cũng nghe thấy không tìm mình. Xong mấy bây giờ bởi vì như bắt này thì bắt người nhá. Bắt người bây giờ bắt người. Còn 5 người nữa cơ mà. À, xung quanh này có dấu hiệu. À, đấy đấy dấu hiệu đỏ đỏ nữa. Thấy không? Đang vừa chạy đi rồi. Phân tích. Ai đâu, ra đây ngay kì. Đây có một xe này à? Nếu mà hiện một đỏ anh không? Ủa, không ai chỗ này à? Cái game mình rất thảo nhé. Đứng gần mà không hiện thông báo nhé. Đấy, bắt rồi. Chỗ bên trên hả? À, có người gần đây. Nhầm. Trái tim màu xanh hiện lên này. Không phải. Còn 18 giây nữa, 3 người không bắt được rồi. Bắt được ai à? Mình cũng bắt được ai à? Qua đầu. Một người sống sót. Ủa mày thế nhỉ. Ôi dịu lè. Mày thế nhỉ. Bạn này quá là may mắn nhỉ. Chơi lại tiếp nhá mọi người nhá. Thêm ván nữa nhá. Đi cái này rất là khó phết nhỉ. Đi bắt một người khó phết. Mà sao mình bị người khác bắt dễ thế nhỉ. Thế có đau không? Một kim cương à, tiền đâu một kim cương. Hiện này làm gì, đang biết không thích chơi kim cương.
Rồi mình tìm vị trí nào để ẩn nấp đi. À không, đi tìm mọi người nè. Mình biết hình. Chẳng xa zombie này. À, không cần nhau. Không chủ hồ cá. Chạy đâu, chạy đâu à. Chạy đâu. Ôi, chạy nhanh nhỉ. Chạy, chạy này, chạy này. Bắt được rồi, đi tìm đi nào. Một pha à, ngửi. Chửi mình chó. À, đứng gần nhau làm gì? Ông chụp hồ cá này. Đấy, chạy rồi. Thành Diệu đã bắt. Thành Diệu vừa trốn thoát rồi, bây giờ bắt rồi. À đây đây đây. Và ở đây mà. Trái tim hiện lên gần đây mà. Đây đây. Bên dưới này. À, bắt rồi. Ông buồn cười, bạn cứ đứng gần mình bị bắt buồn cười thế. Được một viên cường. Ăn một viên miệng. Chán thế nhỉ. Chơi tiếp bắn nữa nha. Chơi hết giờ thôi mọi người nha. Đang là mất công trải nghiệm, mình trải nghiệm hết giờ thôi. Một pha bắt người khá hài hước. Đến từ Quỷ Cà Tu. Ông lấp ngay cạnh mình bị bắt được. Ông chủ hồ cái kìa. Ông chủ hồ cá. Đã cứ đi theo bắt nhá. Trời mày. Nghe cút à? Dám đùa mình cút à? Được, thanh niên này được đấy. Ta thấy đi sát lút, cho không chạy đi được. Chẳng, chẳng bị bắt thì bắt luôn cùng nhau luôn nhé. Đấy mọi người được không? Ngụy trang quá được. Chạy đôi hết lắm. Chạy đi. Ôi sao mày bắt rồi. Bị bắt rồi. Bị bắt rồi. À đây đây đây. Ngửi mùi, ngửi mùi. Lỡ ở đây. Đây hai người nữa. À. Đây 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 đây. Bắt được rồi nhá. À. Chạy đâu cho hết nắng. Người ở đâu mau ra đây ngay kịp.
Đây. Con lợn này chắc đây rồi. Chứ ở đâu? À kia. Chết. Đây. Xoài, đợi bắt. Hắn đã bị bắt. Chạy đâu cho hết nắng đây. Phát lửa nha, chơi tiếp. Ông chủ rồi, ông chủ hồ cá rồi. Ông chủ hồ cá hay bị đuổi nhất rồi. Ông chủ hồ cá hài lắm ấy, hài hước ông ấy mới đứng gần mình xong đuổi mình cút. Một pha rất nhây đến từ anh Quy Ca. Quy Ca át xem ai không. Ông chủ hồ cá sợ mình rồi, chạy rồi. Đối thủ sợ rồi. Chạy mất dép rồi, thấy đuôi chứ. Chạy không nhìn thấy đuôi đâu nữa. Bị trốn đâu bây giờ này. Chúng chiến thắng tuổi sẽ tốt nhận cao được, sẽ tốt nhận được cao. Ô lắm nhỉ. Xe này có hóa thân này cái gì nó cũng ổn đi, chiếc xe này cũng được. Ô nhảy tụt rồi. Thì nhảy tụt ha. Cái đấy này khó phết, trông nó là lạ mắt này. Ô xong rồi. Chạy rồi, Huyền Trang đang chạy. Huyền Trang đang chạy. Hóa thân gì hợp lý nhất này. Ui, bắt nhiều đấy. Chân cao rồi đấy. Xong rồi. Nhìn thấy mình rồi. Hỏa chấn rồi. Ui, đồng thế. Ôi, đừng bắt tôi mà. Rồi ơi. Đừng mà, mình đang ở trên rất cao mọi người ạ. Hắn đang tìm mình, tất cả đang truy vết mình. Ôi trời ơi, tha cho tôi đi mà. Đừng bắt được tôi, tha cho tôi đi. Bây giờ mình mới di chuyển đến vị trí ngay. Mình phải đứng yên. Ủa xong rồi, đứt rồi. Còn 4 người à? Xem nào, bắt đầu. Còn 3 người. À, thấy rồi nhé. Hai đứa. Kìa, di chuyển được à? Bên kia còn người nữa mà. Nhanh bắt nó. Trời ơi, còn bên kia người nữa. Ngay người ngay gần mình sợ đợt bắt được một đứa. Tiêu đầu Huyền Trang di chuyển nhanh này, vừa gần mình đã di chuyển được vào nhanh ra đấy, nhanh thật. Quá phí. Giỏi ạ. Bắt quả hơi chậm nhỉ, sao mình còn đứng yên đấy nhỉ. Tiêu đầu. Hai đứa đứng gần nhau mình chưa bắt được một đứa. Quá cho mình tầm mấy phút, mấy giây nữa mình bắt sống hết. À, ủa cái này rộng này khó phết nha. Cái này rộng nó khó tìm này. Rộng này nó khó tìm nhau. Này.
nó khó tìm. Này người quan sát. Ui ôi, xong rồi. Đứng ngay cả thằng zombie nó nhìn mình sợ chạy nhanh kịp. Bắt được hết rồi. Đấy. Đấy. Có tôi thấy cái gì đây? Thùng hàng to thế nhỉ? Quá này là thùng hàng hơi to ấy. Tao này không bắt hơi phí nhỉ? Tao này không bắt quá phí. Ô, làm sao nhỉ? Nhìn kỹ ra xem ai trên cao nó sẽ có người không, không quá trên cao. Đứng đây quan sát dưới có ai có gì di chuyển lại mắt không. Đây có nào di chuyển lại mắt bắt hết. Còn một người nữa. Mình nhớ chắc đoán ở đây, đây xung quanh. Ô, nhưng mà không mất đâu nhé. Được. Căng nhở. Ủa đứng ngay gần mình, sợ rồi đấy. Giờ ông ấy trốn được đấy, đứng trốn quả hơi được đấy. Được, trốn quả đấy quá đẹp. Quá bắt đẹp. Hết giờ mọi người ạ. Cô mình đã trải nghiệm xong quả trò chơi virus thây ma. Sau khi trải nghiệm xong mình chưa thắng được một lỗi một ván nào rồi. Sợ. Đây là một trò chơi khá là hay. Sau khi mình có thân thành đồ vật hoặc là thành xác sống mình đều thua cuộc. Quả là hên xui phết. Quan trọng nhất là vị trí ẩn lấp. Sau khi trải nghiệm xong mình thấy game này rất là hay. Ngày nào mình cũng chơi một tí cho nó đầu óc nó khuây khỏa. Mang lại tiếng cười rất nhiều mọi người. Mình cười nhất là farm mình đi chôn ông kia. Ông chủ hồ cá. Ừ, nhớ tên rồi. Mọi người xem video đừng quên nhấn like và đăng kênh hộ mình nha. Video mình tạm thời kết thúc ở đây. Các bạn muốn mình làm video về game, làm video về những gì trong game, mọi người cứ bình luận bên dưới video để mình làm nhé. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau.